Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, để biết được số mệnh của mình trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyển mình giàu có, công việc thông thuận, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Giáp Dần trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, để giúp cho quý anh chị tuổi Giáp Dần biết được những điều quý anh chị cần phải làm tốt hơn và những điều quý anh chị cần phải tránh để tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây có thể đốn cát, xô hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý, sức khỏe như thần. Và nếu như quý anh chị tuổi Giáp Dần nắm được cơ mệnh này thì sự nghiệp của quý anh chị có thể lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà không kể xiết, không những trả sạch được nợ nần mà còn có thể phất lên làm đại gia, thiên hạ ai ai cũng ngước mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Giáp Dần diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, bề trên ban phúc, vận đáo hanh thông, tài lộc như ý, phú quý bình an, làm một hưởng 10, trúng số liên tiếp, ôm tiền tỷ về nhà. Đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, nếu như biết được cơ mệnh này. Tổng quan tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, mệnh thủy, đại khê thủy, tức là nước khe lớn. Do mang đặc tính của thủy, nên đa phần người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, có tính cách mềm mỏng, hiền lành và chất phác. Họ thuộc tuýp người làm việc lớn, co được cũng giản được, khi cần họ có thể ngoại giao tốt, khi nghiêm túc họ cũng có thể tập trung một cách vô điều kiện. Có thể thấy những người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, hầu hết đều là những người ngay thẳng và có đạo đức, họ có nguyên tắc sống riêng của mình và luôn làm những việc tốt, có ích cho xã hội. Kỹ năng tổ chức của người tuổi này rất tốt, họ cũng luôn tự tin trong công việc, nhờ vậy gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Hơn nữa, bản mệnh lại được hưởng năng lượng mộc kép do cả thiên can, địa chi, giáp và dần đều thuộc hành mộc, vì thế người tuổi Giáp Dần luôn điềm đạm và nồng hậu. Hổ gỗ luôn chắc chắn trong mọi việc, thận trọng và sẵn sàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi hành động. Người sinh năm 1974 cũng rất dân chủ, họ không bao giờ cố gắng để giành vị trí chỉ huy bằng mọi cách, thay vào đó họ cũng hiểu như đánh giá cao tầm quan trọng của quá trình hợp tác với người khác. Có như vậy, tất cả mới tiến nhanh và tiến xa hơn. Cũng vì vậy, tuổi Giáp Dần nhận được rất nhiều sự ủng hộ thuộc mọi tầng lớp của xã hội. Người Giáp Dần rất hào phóng, sẵn sàng bảo vệ bạn bè và người thân của mình. Có thể nói những người tuổi này chính là những người bạn, người đồng hành lý tưởng nhất. Họ không nổi loạn như những tuổi Dần khác, luôn biết cách giải quyết vấn đề với các tình huống nhanh gọn và hiệu quả nhất. Cùng nhìn lại quãng đường mà Giáp Dần đã trải qua. Theo năm tháng trải qua, Giáp Dần cũng tôi rèn ra mình một con người bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Giáp Dần luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm nhận được sự đãi ngộ. Giáp Dần giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Giáp Dần như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hầu đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Dần là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình để khiêu chiến với sự nông cạn của kẻ khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoảng qua. Trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Giáp Dần, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn.
Tuy nhiên, cũng khó tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày như áp lực, sự kỳ vọng. Người tuổi Giáp Dần thường đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân và có xu hướng tự đặt áp lực cao để đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghề nghiệp hay mối quan hệ. Điều này có thể gây ra áp lực nội tâm và đôi khi khó đáp ứng đúng mong đợi của bản thân và người khác. Sự thiếu ổn định. Tuổi Giáp Dần là năm cuối của chu kỳ 12 năm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa và đôi khi có thể đánh dấu sự chuyển giao hoặc không chắc chắn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chẳng hạn như công việc, học tập hay mối quan hệ, điều này có thể gây ra sự bất an, đôi khi định hướng khó cho tương lai. Sự nghi ngờ và lo lắng. Người tuổi Giáp Dần có thể có xu hướng suy nghĩ nhiều và có tính cách hoài nghi, lo lắng về tương lai và quá trình ra quyết định. Điều này có thể làm cho họ cảm thấy bối rối và không chắc chắn trong việc lựa chọn đúng hướng đi. Sự bất đồng và xung đột. Tuổi Giáp Dần thường được biểu tượng hóa là mọc đất hoang vu, biểu thị cho sự bất đồng và xung đột trong mối quan hệ. Người tuổi Giáp Dần có thể đối mặt với những thử thách trong việc giao tiếp và duy trì mối quan hệ hòa hợp với người khác, đặc biệt là trong môi trường xã hội phức tạp và đa dạng ngày nay. Thiếu kiên nhẫn và nóng tính. Người tuổi Giáp Dần có thể có tính cách nóng tính và không kiên nhẫn trong những tình huống căng thẳng hoặc áp lực. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định đột ngột hoặc hành động không suy nghĩ, gây ra hậu quả. Kỳ thực, Giáp Dần trải qua khổ nạn cũng hiểu được rằng nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động tâm thì không làm bậy. Người động tâm rồi, nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra. Mỗi người đều có thể tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình và sự yên bình thật không thể bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài. Người thường có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không thì phải tùy duyên. Giáp Dần hiểu được rằng, không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì ta nghĩ, nếu một người nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Người có trí tuệ, hãy thổi bay những câu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn, thổi sạch các cặn bã của chất tạp. Từng chút một, từng cái một và từng lúc một, hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan, không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê, theo cách ấy, chỉ cần tự giác tâm an, thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt, nếu còn một người chưa độ, thì đừng nên thoát một mình. Bước vào tháng 10 âm lịch năm 2023, người tuổi Giáp Dần vốn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Thế nhưng chỉ cần nắm được cơ mệnh này thì ắt được thần tài ban cho nhiều vàng bạc, thoát khỏi khổ nạn, bước lên con đường làm giàu cho chính mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tháng 10 năm 2023 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Giáp Dần. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có thể cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn, tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Chuyện tình cảm trong tháng gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở Giáp Dần. Bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 năm 2023, tuổi Giáp Dần âm lịch, phương diện sự nghiệp, công việc được cục diện Dần hợi nhị hợp trợ mệnh. Bạn đạt được những thành tựu nhất định, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng và kiên trì tới cùng thì ắt có thành công về tay. Trong tháng nhờ sự hăng hái, tinh thần nhiệt tình trong công việc, bạn có thể khẳng định được vị trí của mình.
Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm chắc để có thể trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Tuy nhiên, thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ hãm địa, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. May mắn, được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm, giáp dần nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi giáp dần sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi giáp dần có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp dự báo được nhị hợp trợ mệnh, đường tài lộc của giáp dần khá tốt, không có biến động lớn, công việc tiến triển tốt, cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh, buôn bán, có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất, tháng này bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng, dù chỉ ở mức hòa vốn. Nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn, tiếp tục có động lực để dần phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở giáp dần sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó, việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, kết là tiền bạc thu về, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi cho thấy, tháng âm lịch 10 năm 2023 này có nguyệt lệnh lâm mộ ở giáp dần, khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành sự khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ, dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Nếu còn độc thân, dù có đào hoa, nhưng đa phần chưa phải đào hoa lành, mọi chuyện chưa đi tới đâu, bạn nên hành sự thận trọng, thể hiện thái độ rõ ràng, đừng để bản thân rơi vào quan hệ tay ba phức tạp, rối ren, người chịu thua thiệt chỉ có bạn mà thôi. Về mặt sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của giáp dần khá lý tưởng trong tháng này, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa giữ gìn được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi giáp dần. Sinh năm 1974, trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, tuổi giáp dần, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Bước sang tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, người tuổi giáp dần đón tuần mới hung cát đan xen, có tốt mà cũng có xấu. Tuy nhiên, cán cân sẽ có sự thay đổi, phụ thuộc vào thái độ sống, thái độ làm việc, cũng như sự may mắn của mỗi người, không thể nói trước được chắc chắn điều gì. Về cơ bản thì đường tài lộc của con giáp này khá vượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, có lẽ đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi giáp dần.
tiền bạc về nhà ào ào, con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc vung tay quá chán, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy có không ít cát khí, còn được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Trong tuần này, người tuổi Giáp Dần có thể gặp được người như ý với mình, tìm được nhau khó thế nào, đừng bao giờ quên điều đó, cứ yêu thương đi. Yêu nhiều chẳng có gì là không tốt cả, dù thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương, nhưng nhờ có thời gian mà nhiều kỷ niệm êm đềm được khắc ghi trong tim mỗi người. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tuất, mão, tiểu nhân, tỵ, thân. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số phát tài, 22, 68, 35. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Dần, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tuổi Giáp Dần có một tuần khá thành thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trông bạn lúc nào cũng tất bật, tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Giáp Dần tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ. Không ai dám chê trách điều gì, điều đó lý giải tại sao bạn lại luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lộc tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế, không chỉ làm một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung, trong tuần gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đều đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, ý, tiểu nhân, mùi, thân. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 69, 85, 87. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Dần, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Dần, điềm báo cát lành sáng rõ, trong tuần sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp này. Vận tài lộc hanh thông, bản mệnh rất may mắn về tiền bạc trong tuần này, người kinh doanh buôn bán may mắn, hàng hóa chạy vô cùng, tiền vào như nước, lại có thêm nhiều cơ may mở rộng quy mô kinh doanh. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên khi được chính tài dẫn đường. Công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ, mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Đường công danh được chính ấn và thiên ấn cùng hiệp lực phò trợ nên thuận lợi vô cùng, thành công liên tiếp được con giáp này gặt hái, mang tới những cơ hội thăng tiến không hề nhỏ. Tương lai tươi sáng đang chờ đón người tuổi Giáp Dần, hãy cố gắng phát huy hết mức khả năng của mình để không bỏ lỡ thời cơ đến trong tay nhé. Trong tuần có dịch mã chiếu mệnh, người tuổi Giáp Dần có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bôn ba vất vả ngược xuôi, nhưng chưa chắc đã được như ý, bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bản mệnh. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương vẫn mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Riêng về chuyện tình cảm thì đào hoa khởi sắc, niềm vui tới tấp kéo đến, cặp đôi yêu nhau đến độ chín muồi, tình yêu ngày càng thăng hoa. Mối quan hệ được nâng cấp, có thể sẽ bàn tính tới chuyện trăm năm, đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ý, thìn, tiểu nhân, thân, dậu, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số phát tài, 28, 78, 96. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Dần, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023. Nhìn chung vận trình tuần mới của người tuổi Giáp Dần, ít biến động, công việc vẫn tiến triển đều đặn theo đúng tiến độ, chuyện tình cảm cũng không có gì quá trở ngại.
Tuần này rất thích hợp để bản mệnh xung phong đi công tác xa hoặc sắp xếp chuyến du lịch ngắn ngày nào đó. Mọi thứ đang khá yên bình, hãy tận hưởng cảm giác lâu lâu mới có đó. Tinh thần làm việc của người tuổi Giáp Dần vẫn duy trì tốt, dù là đầu tuần hay tới cuối tuần đi nữa, bạn vẫn xông xáo và nhiệt tình. Điều quan trọng là bản mệnh duy trì sự nhiệt huyết ấy được bao lâu mà thôi, bởi con giáp này rất thích làm việc tùy hứng. Thích thì làm, ngán rồi là bỏ dở giữa chừng. Nếu thay đổi được tật xấu này, chắc chắn tương lai của bạn còn tiến xa hơn thế. Tài lộc trong tuần bình ổn, nhưng không quá dư giả. Tuần này sẽ có người đề nghị mượn tiền. Bạn nên cân nhắc phẩm cách con người và thực lực của họ rồi hãy quyết định. Đừng trao niềm tin nhầm chỗ, để rồi tiền mất mà tình người cũng tan. May mắn trong tuần này, tuổi Giáp Dần được Thái Âm Cát Tinh che chở, có thể hóa hung thành cát, tiêu trừ những điều xui xẻo, mang tới sự bình an. Cát tinh này có lợi cho nữ mệnh hơn, nhân duyên khá vượng, không những chuyện tình cảm khởi sắc mà công việc cũng được thúc đẩy trôi chảy. Gia đạo an yên, bản mệnh đón khách quý tới thăm, vợ chồng con cái hòa hợp, tuy có tranh luận nhưng không gay gắt, ai nấy đều biết điểm dừng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian, nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ngọ, dần, tiểu nhân, dậu, mão. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 18, 57, 78. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có một đại gia bị phá sản phải nhảy lầu. Sau khi chết được gặp Đức Chúa Trời, ông căm phẫn hỏi Ngài vì sao lại để ông phá sản. Câu trả lời của Ngài khiến ông hổ thẹn không thôi. Đức Chúa, cớ sao Ngài lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm? Khi thị trường cổ phiếu dao động mạnh, một triệu phú đã chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, tài sản tích lũy cả đời vậy mà chỉ trong một đêm còn lại 1%. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin, ông đã nhảy lầu tự tử, linh hồn của ông nhẹ nhàng bay lên, đến một nơi trống trải, lúc này ông nhìn thấy Đức Chúa Trời đang ở ngay trước mặt. Đức Chúa, Ngài thật là tàn nhẫn, vị triệu phú giận dữ nói, sự phấn đấu hơn nửa đời người của tôi đều được Ngài giúp đỡ, cớ sao vào lúc cuối cùng, Ngài lại khiến tôi phá sản chỉ trong một đêm. Đức Chúa rất mực từ bi, nhìn vị phú ông kia đáp, con à, thành công của con không phải là nhờ sự giúp đỡ của ta, mà việc con nhảy lầu càng không phải là ta bức ép, trên thực tế, ta cho rằng con không nên nhảy lầu. Người triệu phú nói, tôi trong một đêm từ triệu phú trở thành kẻ phá sản, thử hỏi sống còn có ý nghĩa gì nữa, có sống cũng bằng thừa. Đức Chúa nói, nửa đời trước của con phấn đấu không ngừng, từ một kẻ nghèo kiết xác trở thành một triệu phú, khiến người đời đều phải ngưỡng mộ, đến ngày phá sản kia. Con vẫn còn có 1% số tài sản ban đầu, vẫn là một triệu phú cơ mà, con hãy nhìn những người ăn mày kia xem, họ ngay cả 100 đồng cũng không có, không phải vẫn sống được đó sao? Vị triệu phú nói, sao Ngài lại đem con so sánh với cái lũ ăn mày kia chứ, hoàn cảnh sống của con và họ hoàn toàn khác nhau kia mà. Đức Chúa Trời nói, đúng vậy, hoàn cảnh của các con hoàn toàn khác nhau, vậy nên cũng khiến cho dục vọng của các con hoàn toàn khác nhau. Con không phải chết bởi không có tiền, mà là chết bởi dục vọng quá nhiều. Con luôn cảm thấy rằng bản thân mình sống rất khổ, áp lực lớn về thu nhập, phải nhìn sắc mặt người ta, các loại đều không được tự tại. Nhưng trên thế giới này, không có một loài vật nào có thể được sống thoải mái hơn con. Hãy nhìn thử những sinh vật khác trên thế giới này xem, tổ của loài chim nhạn được làm trên vách đá cao 1.200 m, khi chúng vừa mới chào đời được mấy tiếng đồng hồ, thì đã phải lao xuống mặt đất để kiếm ăn. Chim bố chim mẹ có thể bay thì không thành vấn đề, nhưng những con chim con đó căn bản không thể trong phút chốc mà biết bay được, mà không nhảy thì sẽ chết đói. Bản năng cầu mong được sống khiến chúng phải tung mình nhảy xuống, chúng chỉ mong sao bản thân mình có được đôi cánh to khỏe. Rất nhiều con trong quá trình hạ xuống, thậm chí sẽ đụng phải vách đá. Một số con may mắn sống sót, nhưng cũng có một số không được may mắn mà phải chết đi, tính từ lúc nó được sinh ra, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Giới tự nhiên cần phải để cho con tồn tại một cách thoải mái mới là hợp lý chăng? Tự nhiên chính là như vậy, nó sẽ không để ý con có vượt qua được thống khổ hay không. Bởi nó có quy tắc của chính mình, những điều con có thể làm chính là để bản thân mình vượt qua muôn vàn trắc trở mà vẫn đứng thẳng, không bị ngã xuống. Vị triệu phú cảm thấy hổ thẹn, như vậy Ngài có bằng lòng dẫn con trở về thiên đường không? Đức Chúa nói, mỗi một phút sinh mệnh của mỗi con người mà ta sáng tạo đều không phải là dư thừa, còn những dục vọng mà hậu thiên mang đến cho các con chính là ma quỷ. Đức Chúa Trời nói tiếp,
vì sinh mệnh mà phấn đấu, đó chính là yêu cầu của ta đối với con người, vì dục vọng mà phấn đấu, đó chính là dẫn dắt của ma quỷ. Bởi sinh mệnh của con kết thúc bởi dục vọng, vậy nên ta không có cách nào đưa con lên thiên đường được. Người đàn ông nghe xong liền khóc lóc thảm thiết, Đức Chúa thương xót mà nhìn những bông hoa trước mặt nói, trong cõi thiên đường không có dục vọng, mà chỉ có sinh mệnh như những bông hoa này. Một người còn sống thì chính là còn hy vọng, con người muốn thực hiện ước mơ thì ắt phải chịu khổ nạn. Trên thế gian này không có ai là nhẹ nhàng, thoải mái cả, sinh mệnh chỉ có vươn lên từ trong nghịch cảnh thì mới là đáng trân quý. Có lẽ một người cần phải đi con đường rất dài, trong cuộc đời đã trải nghiệm qua vô số vinh hoa và thê lương bất ngờ ập đến, như vậy mới có thể khiến bạn trở nên chín chắn hơn. Bất kể là cay đắng hay ngọt ngào, đó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi con người, là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Xin hãy trân quý bài học này bạn nhé! Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.